Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đến với kênh Bản Sắc Dân Tộc nhé. Cách đây cũng khá là lâu, khoảng tầm 2-3 tháng về trước thì mình cũng có một cái video thăm nhà cái em cụt chân, sống độc thân một mình. Là có mình cũng có trao quà của cô Nguyệt và bé Khánh Như ở Hồ Chí Minh. Qua cái video đấy thì cũng có mấy hôm nọ vừa rồi này cũng có một chị, một cô chú ở bên nước ngoài cũng xem được là cái video đấy và cũng rất là đồng cảm với gia đình và cũng có gửi cho mình một phần quà để cho cái lại cái em cụt chân đấy. Và đợt qua cái video đấy thì mấy cách đến vài hôm thì cũng có một Mạnh Thường Quân có Facebook tên là Phương Trần ở bên Mỹ có gửi mình là 2.300.000 đồng. Đó là 100 đô la Mỹ ạ, quy đổi ra được 2.300.000 tiền Việt Nam. Thì Mạnh Thường Quân có nói là đi vào để xem có gia đình thiếu thốn cái gì thì mua cho. Thì mấy hôm nọ ấy mình cũng có là liên lạc lại với cái em Chính Sinh và em Mỹ Sùng. Tại vì cái hoàn cảnh đấy nhà trước là em Chính Sinh và em Sùng cũng quay lên rồi và mình cũng điện hỏi các em đấy, em bảo là ngày trước thì cũng có mua cho là giường này với cả những cái đồ vật dụng trong gia đình thì các em cũng mua cho đầy đủ rồi. Thì mình cũng không biết là mua cái gì thêm ấy. Thì hôm nay trước mắt thì mình cũng qua bên này và mình cũng mua là tạm thời là một bao gạo cho em cụt chân đấy nhá. Và 15 hộp thịt hộp ấy quý vị, 15 hộp thịt hộp này này. Để mình sau tí nữa vào trực tiếp xem là gia đình em còn thiếu thốn cái gì. Nếu mà em tạm thời đầy đủ ấy thì mình còn cái số tiền dư còn lại mình sẽ cho tiền mặt em đấy, để em muốn tiêu gì thì em tiêu. Lúc mình vào thì mình cũng có mua là thịt lợn xay là 15 hộp, tức là cái thịt hộp đấy quý vị là 22.000 một hộp đấy, là hết 330.000 và một bao gạo hết 270.000. Tổng cộng là cái phần quà là mua hết 600.000 nhá quý vị nha, đây ạ. Của cái quà của Mạnh Thường Quân có Facebook tên là Phương Trần ở bên Mỹ. Thì mình cũng mua hết là 600.000 rồi. Còn dư là 1.700.000. Cái 1.700.000 này xem ở trong gia đình còn thiếu thốn cái gì thật sự cần thiết thì mình sẽ sau mình sẽ mua vào sau. Còn nếu mà thật sự em đầy đủ rồi mình sẽ trao cái tiền mặt cho em ấy để em có cái tiền tiêu sinh hoạt hàng ngày. Và một Mạnh Thường Quân nữa tên là anh Me Mắc ở bên Mỹ có gửi cho mình 200 đô cũng là cho em cụt chân. Nhưng mà là cũng gửi khá lâu rồi nhưng mà cái số tiền này ấy thì anh lại bảo là gửi để lắp chân giả cho em cụt chân. Với cái số tiền này thì không đủ để lắp cái chân giả cho em đấy. Đâm ra là mình cũng xin là chờ cũng khá là lâu rồi, cũng 2-3 tháng nay rồi cũng chưa có Mạnh Thường Quân nào giúp thêm để ủng hộ. Thì bây giờ cái số tiền này không biết là Mạnh Thường Quân tên là anh Me Mắc này có dự định như thế nào với số tiền. Tại vì anh cũng dặn là để làm chân giả ấy nhưng mà số tiền này không đủ ấy. Thì nếu mà anh có xem được cái video này thì anh có liên lạc lại với em nhé để hướng giải quyết về cái số tiền này. Em cũng không dám để mua cái gì ngoài chân giả để em chờ là Mạnh Thường Quân nào gửi thêm ấy, nhưng mà vẫn chưa đủ. Cho nên là anh có xem được cái video này anh cũng liên lạc lại với em một lần nữa để mình trao đổi thêm về cái số tiền của anh nhé. Mình thấy em Chính Sinh đi đường bên kia sang đây rồi quý vị. Tại vì là nhà em Chính Sinh là hướng bên kia. Mình về từ hướng Mèo Vạc là về hướng này. Đâm ra nó khác cái ngã đường ấy, nó giao nhau ở chỗ này ấy. Mình phải chờ em Chính Sinh ở đây, tí nữa cùng nhau vào. Lâu đây. Dạ. Bao lâu đây? Đây là để cái chú sáng rồi đấy, còn thiếu quần áo của cửa đấy. Quay lại lấy à? Vâng.
bỏ ra cho anh luôn, không là tí nữa phải lại quên. À đây, quần áo cường đây thì. Okay. Ở khu khung này thì. Ờ để anh cầm luôn nhá. Ờ để đây có mạch nước sao ấy. Lấy cái gì đấy? Đây xem nào. Ồ đây có mạch nước ở giữa khe núi luôn à. Nhiều cái này chắc cũng không phải quanh năm đâu nhỉ. Mùa mưa mới có thôi. Trời nhiều phết đây. Ồ nhờ. Dưới chân núi luôn nhá. Dưng khe đá luôn. Hai phết nhờ. Mùa mưa mới chảy. Ở trên này nhá quý vị nhá, ở đây này. Trên này là nó cây cối nó ít đấy, với toàn đá, đâm ra là có khe nước ở đây là hơi bị hiếm đấy. Chắc mùa mưa mới có thì ngày mùa khô chắc không có đâu. Mà cái hồ chiều bên này kia. Bây giờ anh em mình sẽ đi nhá quý vị nhá. Đâu nhà nào? Ô bên kia mà anh. Anh dừng lại sao cũng... Ô bên kia vào lấy nhìn thấy mà sao đây? Khuất đây nhờ. Đây đường vào nhà em đây như này đây quý vị nhá. Đường đi này là cũng vào chân lò khò đi mệt đấy nhờ. Tại vì một chân đấy. Nhờ bê chúng nặng rồi mà. Ừ, đường này mà lắp chân giả không đi được. Chân giả đi nó mìn núi đi nó đau chân lắm. Chuẩn chưa? Đường này á? Thế em ấy đi lại như nào? À nhà kia rồi. Nhà này là cũng coi ngày trước cũng có đoàn từ thiện ở đâu về họ xây cho sao hả? Qua cái đấy. Về có đường qua đúng không? Đi nhầm đường khổ thế đấy. Có dê này à? À chắc cô hay là đi lấy cỏ dê nhờ. Đây nhà em đây rồi nhưng không có nhà. Đây cửa vào đây có một cửa này thôi gì. Đây có một con dê này, nhà em có một con dê này. Nhưng hiện tại em không có nhà, mình chưa thấy có nhà quý vị. Để tạm thời đấy đã. À xinh ơi. Thì em mang cái đôi giày về cho Sùng nhá. Ở đây là có bé Khánh Như với cả cái cô Nguyệt ở Hồ Chí Minh ấy, ngày trước có gửi ra nhưng mà anh chưa có thời gian mang vào ấy. Cho Mỹ Sùng một đôi này. Đây là cái đôi này, đôi của cô Nguyệt với cả bé Khánh Như ở Hồ Chí Minh ấy. Là gửi ra ngày trước cũng gửi ra nhiều người nhưng mà kiểu như là mỗi người một khu ấy, thành ra anh chưa mang đi được. Với cả em cụt chân này, em cụt chân có một đôi này. Đấy. Hai đôi giày này là quà của cô Nguyệt với cả bé Khánh Như ở Hồ Chí Minh nhá quý vị nhá. Có gửi cho em Sùng, Mỹ Sùng. Gửi ra khá lâu rồi mình chưa có thời gian qua đây ấy, chưa có dịp ấy. Rồi này về mình sẽ mang cho em Sình mang về, tại vì Sình là chú của cháu Sùng. Đấy, Sình là chú, em là chú nhờ. Nhà bố mẹ trên đấy à? Ở đây có sóng không nhỉ? Có điện thoại đi xá đi đấy mà đi gọi gọi mồm là sao nghe tiếng ấy, ở đây nghe ấy. Ở đây gọi lên nó mới được em ạ. Ở đây gọi lên được ấy. Ôi ở đây toàn tường rào đá này quý vị này. Đá xếp kinh khủng không? Bằng này từng muốn mấy chục khối đá. Không phải ít đâu.
Đá họ xếp ghê ghê. Kinh khủng. Tường rào đá sợ thật. Xếp được như này không phải đơn giản đâu quý vị ạ. Cung phu lắm mới xếp được như này này. Đây nhà bố mẹ em ấy ở trên đấy kìa quý vị. Đây là nhà bố mẹ. Đi lấy gì ấy? Hả? À, gọi được không? Nhà này gì? Nhà này gọi được mà. Ấy, hình như thưa sao phải không? Phải không? Hay thế tiếng thưa lại mà. Phải áo đen đấy không hả Vinh? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi lò cò tít ở dưới kia kìa. Quay cái đoạn đi lò cò thì cái xúa xem nó xuống như thế nào. Kìa áo đen đen kia nha quý vị nha, áo đen đen kìa, đấy đấy đấy. Zoom san nó hơi bể hình một chút. Đi nhanh phết nhở. Nhảy lò cò một chân đi nhanh ghê. Ô ngày trước có mọi môn nó cho cái nạng sao không đi nhở. Đi nạng không quen à. À đen đen kia đang lò cò nha quý vị nha. Đi cùng anh áo trắng đầu tiên kìa. Cứ lò cò đi thôi. Tại vì mất một chân rồi mà. Kia nha quý vị nhá. Đấy em củ chân kia đã về đến đấy rồi. Em áo đen đen này này, lò cò này. Em chỉ có một chân thôi nhá. À, ngày trước thì cũng có bé Khánh Như và cô Nguyệt ở Hồ Chí Minh cũng gửi phần quà ra là cái nạn nhưng mà mình cũng không thấy đi. Đây cái nhà ngồi lò cò từ cái nhà kia trên kia xuống. Chỉ một chân thôi, khổ thế chị. Em này không biết nói tiếng Kinh sao nhỉ Tính. Đi nhanh phết nhỉ, một chân thôi đấy. Có xem cái nạn đâu không đi, nạn đợt trước mua cho ấy. Đi đi về đi, mù chê. Ui nhảy giỏi không? Quen nhỉ? Quen đường đúng không? Liều đi nhanh hơn cả mình cái này. Nhảy lò cò cái một chân kia. Đấy, phết đấy. Và mở cửa. Đi nhanh mà nhảy chuẩn phết. Em. Đây à. À, trước khi trao quà mình sẽ đi sơ qua trong nhà nhé. Để xem mà gia đình hỏi em còn thiếu thốn cái gì không. Để mình mua cho, nếu mà không thiếu thốn rồi gì rồi thì mình sẽ cái số tiền mình sẽ là cho cái tiền mặt luôn nhé. Để em tiêu thì em tiêu. À, ngày trước thì cũng có mấy cái nạng ấy quý vị ạ. Cũng có nhiều quý cô bác là trao cái em tặng cái nạng này, cô Nguyệt Hồ Chí Minh cũng tặng ra một cái, à một bộ, và ngày trước cũng có em Sùng mua là hỗ trợ cho, kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho một bộ ấy. Nhưng mình không thấy em nó đi, thế chỉ là lò cò một mình thôi. À, mình thấy ở trong nhà ấy thì là có giường rồi nhá quý vị nhá, à, có giường và có năng lượng mặt trời rồi. Mình thấy dẫn ở trên kia xuống năng lượng mặt trời và bóng điện đây rồi, mình thấy có như thế rồi này. Là không cần thiết chạn bát này, nồi niêu xong chảo các thứ rồi, gần như là đầy đủ các đồ sinh hoạt trong nhà rồi. Ghế đầy đủ hết rồi, bàn ăn các thứ. Đây giường cũng có rồi quý vị nhá. Giường có giường này.
Ghế có rất là nhiều ghế luôn. Đây cái này cũng có chắc là cũng mang các mạnh thường quân mua cho. À em mua cho à. Đây là cũng có một cái giường này là giường cũ ngày trước. Đây là chắc là đây ngô nghĩa cái thứ này này. Bát đũa kia. Chạn bát các thứ đầy đủ, gần như là đầy đủ ấy nhá. Đầy đủ này chắc là có khi là mình cũng sẽ là xin trao lại cái số tiền thừa còn lại cho em nó để em nó chi tiêu hàng ngày. Đấy. Gần như là đầy đủ hết rồi gì nữa. Ở một mình này là đầy đủ rồi. Nhà thì xây xong rồi. Các mạch các ngày trước thì cũng chắc cũng có đoàn từ thiện hỗ trợ xây cho. Đúng không? Thế này là gần như là đầy đủ rồi. Còn vật nuôi kia không biết là của nhà hay là như nào thôi. Có khả năng thế. Đây là năng lượng mặt trời thì đúng không? Phải không em? Năng lượng mặt trời đầy đủ rồi. Thế là gần như là đầy đủ hết rồi. Ở đây nha quý vị nha. Thì hôm nay mình vào mình cũng nhờ em Sình đi theo là thứ nhất để là phiên dịch cho. Thứ hai là em nó cũng chưa cũng vào nhà nhiều rồi ấy. Thì ngày trước mình cũng qua trao quà một lần rồi, mình chưa có dịp vào nhà tại vì ngày trước là cái nhà này đang họ đang xây thì họ, lúc họ xây họ cũng không muốn vào ấy. Nó không muốn cho người ngoài vào ấy, kiểu như vào quay phim ấy. Thì ngày trước thì cũng trao cái quà là của cô Nguyệt với cả bé Khánh Như ở Hồ Chí Minh rồi. Thì qua video đấy cũng có là cái chị cái Facebook tên là Phương Trần ở bên Mỹ ấy. Thì sáng nay mình cũng có vào là mình vừa nêu trên là mua là gạo với cả mua cá hộp nhá, là tất cả là hết 600.000. Cái suất quà của Mạnh Thường Quân Phương Trần là gửi cho mình là 2.3 triệu, nhưng vừa nãy mình cũng có vào trong nhà xem là ở trong nhà khá là đầy đủ đồ rồi. Mình cũng không biết là mua gì thêm, giường, bàn, ghế rồi thì là mọi thứ là cũng đầy đủ rồi ấy. Thì mình bây giờ mình xin trao lại cái số tiền còn dư là 1.7 triệu. Trao lại cái số tiền còn dư 1.7 triệu để cho em nhé. Là hết cái số tiền của Mạnh Thường Quân Phương Trần ở bên Mỹ. Đấy, để cho em muốn chi tiêu hàng ngày như thế nào thì em tiêu. Tại vì là mình vào cũng thấy khá đầy đủ, mình cũng không biết là mua gì thêm. Năng lượng mặt trời là có rồi nhỉ xin nhỉ? Có rồi. Đấy. Thế này mình cũng là trước mắt thôi, là cũng trao cho là cái này trước. Em đếm hộ anh không là trao trao bao nhiêu tiền anh? 1.7 triệu, con thưa 1.7 triệu nữa. Đủ rồi anh. Đây trao cho anh rồi. Nó đây cô nào cho nhỉ? Cô Phương Trần. Cho nó để nó. Mạnh Thường Quân Phương Trần ở bên Mỹ. Tuy là nó không biết tiếng phổ thông nhưng mà cũng cho nó cả ơn một bà cái tiếng. Em chào đi xong rồi bảo là cảm ơn. Do Mỹ ít tuần thì mà mua ít tù Pao Bè Phủ Trần. Nhấp tỷ Mỹ Cô thì họ cho bỏ ô mà cho bú tàu ít bộ đồ là bao tàu cho bé. Lọt tàu ô. Mà ta kỳ tù tìm lòng này tuần tìm dù tàu à. Yêu ta xa bớt xe, cho trẻ em lê thì ta xa bớt xe mà như chua. Chua ta. Yêu ta. Ý mua hết bao nhiêu 1.6 triệu anh? Hết 600. Ta cho bua là chua, ý chỗ bé. Xí chỗ xa đấy. Mua 600 còn thừa 1.7 triệu. Xí chỗ xa. Nè mua rõ thì chỉ bao giờ chỉ rõ mà tỏ ca gì ngó thì ớ khảo rõ thì mở khảo. Này. Ở xuống đây là sẽ thấy chỗ xa. Cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, đến Phương Trần. Cái kia là cao. Cho nên mà giờ. thế đó. Bảo gì như em bảo gì? Anh ấy bảo là cả ơn hai người mình với lại cả ơn cô đã thưa và đã cho anh đấy rất nhiều. Anh ấy chỉ cả ơn thôi. Vâng. Thì qua video này em cũng xin thay mặt em cũng tên là Sình nhỉ? Sình. Em Sình mất một chân ạ quý vị ạ. Là cảm ơn đến Mạnh Thường Quân có Facebook tên là Phương Trần đã dành cái phần quà cho
em sinh mất một chân để em có cái động lực hơn trong cuộc sống. Hôm nay mình vào là mua cũng có mua 15 hộp thịt với cả một bao gạo. À đây là đây còn cái đôi dép này của ấy nữa, của cô Nguyệt và à còn một cái khăn nữa. Bé Khánh Như ở Hồ Chí Minh, đúng rồi, cái khăn mặt nữa. À ý cả khâu thế à? Để khâu. Ta chỉ trao nó cứ là tớ ta. Quà các cô cho mình cứ nhận thôi. Là mua thì dành thì sát trào một trào xí xí này, nhớ chế là một trào rong tay mình xay trào chỉ phủ. Thịt này bảo là tốt nhất là đun lại ăn đi cái thịt này. Thịt hộp này này. Cho cay thì thau sao mà ăn nó nhé. Đun lại ăn cho nó ấy. Này, ít tập của thế. Mình pha thêm một chai hả? Ồ à. Mua chai hả? Này, cao này hả? Cái em bảo cái thịt đấy là coi như là đun lại ăn cho nó chắc. Và không? Em bảo vừa đấy em bảo đó. Có thế liệu nhiều đâu đi ngoài đấy cho sống dài rồi chắc. Ở đây em cũng một nửa bao đây sao mà phải không? Mình còn nửa bao hay sao? Thế là từ mua là bao trước bao trước cho là cái anh thấy cái ở bên ngoài đấy là như nào ấy? Hỏi dây hỏi em nào dây nào dê ngoài đấy là dê của nhà em hay là như nào ấy? Ai nhờ ấy? Ồ, chỉ đâu gió gió là gió đâu bú à? Gió là anh đấy tự nuôi anh ạ. À tự nuôi à? Vâng ạ. Chắc là bố mẹ cho hay sao? Ồ, tự mua về luôn. À, tự mua về nuôi à? Vâng. Ừ. Rồi rồi. Đấy, đối với anh thì nuôi một con dê đấy là bình thường luôn. Ờ, bởi vì lo con ấy đi cũng khỏe. À. Nhưng bình thường là vẫn nuôi được như nhà chú. Không, nó mình vát được, kể cả vát được dâu hoặc là 10-15 cân trên vai nó cũng nhai được. 10-15 cân trên vai vẫn được. Vâng. Nhìn thấy nó rất khỏe vì nó đi quê như thế rồi. Đây, khỏe nhờ. Đây, hồi trước này có những bó cổ ở đâu này, bây giờ hình như là cũng hết rồi. Hồi trước em về có xem. Thấy gì hả em? Hồi trước là nó còn đi tận trên núi để vác củ về. À, ui dồi. Vác củ trên núi về. Vâng. Khỏe nhờ. Đi được. Một chân này ấy. Ủa nhưng mà sao bùa thành từng bó to và cái xô này này. Xong là vắt em hỏi anh cái nặng đấy các mẹ thường quân nó gửi tặng sao lại không không đi sao đi nhỉ? Có hay đi khó sao ấy? Chắc đi không quê đâu. Ủa là mua trang nào chỉ mua trang à cử thì chỉ dòng là. Một trong dây tên chỉ trong mùi rồi. À anh đây cũng có nó rồi bảo là cái nà này chỉ đi là những con đường phả thôi anh ạ. Ờ đúng rồi. Có đi nó đi lên trên các đồi núi hay là nhảy lò cò khu vực này là không đi được. Đúng rồi. Rất là vướng luôn. Nên đi đâu xa thì mới dùng. Ờ đi xa mà đi đường phả bằng mới dùng được. Đúng rồi, đi đường phả thì mới dùng. Phải. Bình đúng thường rồi. Là lên núi toàn đi một chân thôi. Với lại nhảy lên trên nhà bố mẹ các kiểu thì làm sao mà đi được. Em này là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Tá thôi. Hả? 88. Sinh năm 88 á? Vâng. Ui dồi, đùa. 32 tuổi rồi. Sinh năm 88 á? Vâng. 88 nó hơn tuổi anh rồi, anh cứ tưởng là sinh năm 9 mấy đâu. 88. À đấy à? Tuổi thì mà anh, tuổi có dùng ấy. Sinh năm 88. Vâng. Ờ, thế hơn tuổi anh một tuổi anh phải gọi bằng anh rồi. Anh cứ tưởng là sinh năm 9 mấy thôi. 88. Ờ, ra chiều ngoài à? Tuổi thì. Tuổi thì à? Ừ. Chưa vợ. Chưa vợ con chứ. Trước giờ chưa cưới lần nào nhỉ? Chưa, như thế này ai cưới đâu. Ngày trước lần nào là chưa cưới vợ lần nào. Đấy, nhìn đến này chưa hay cưới. Bây giờ ở một mình thôi. Ở một mình thôi, tối mày ngủ ở đây. Tối đang ngủ ở đây. Nó cơ thì đi lên trên nhà để còn nhà bố mẹ nữa mà nhỉ. Đúng rồi, để ai cơ trên đấy thôi. Nhưng mà lần này là còn đi. Đúng trên rồi. Trên này là rất nhiều ngô. Có cứ nhớ cho ở. Có cứ không chơi đấy. Ngô trên đấy à? À, trên này là ngô của anh xỉn. Nhưng mà cha chiều ở trên này là chiều như chiều. Ok, trên tầm 1 giọng đi coi ạ. Thế là hôm nay mình đã trao cái phần quà của em cũng tên là Sình, em mất một chân nhá quý vị nhá. Thì mình thấy trong nhà đầy đủ rồi ấy, thì là mình cũng mua luôn mua quà còn thừa tiền mình cho trao luôn. Để em muốn sử dụng thì em sử dụng, tiêu thì em tiêu. Chặt ngô đi, chuẩn bị trồng cái gì hả em? Hả? Chị Pao à? Chị Pao không biết nói tiếng phổ thông. Đây mình thấy em ấy là có một con dê. Em ấy tự nuôi, đây là dê đực. Em ấy tự nuôi nhá.
lấy cỏ và có chuồng sẵn rồi. Đấy thì mình cũng thấy là như vậy. Thiết kế chuồng dê này hay phết đấy. Đây là em cũng có vật nuôi này. Mình cũng thấy là vật nuôi này, đồ đạc cũng gần như là đầy đủ mà nhà cửa làm cũng sạch sẽ rồi. Ổn định rồi. Nhà này là cũng ngày trước là cũng có cái đoàn mạnh nhà hảo tâm là cũng hỗ trợ cho. Đấy cũng làm nó cách đây khoảng đồng vài tháng thôi. Thì cái video này thì chắc có lẽ là em Ngọc cũng xin dừng tại đây thôi. Đấy còn nếu mà anh Me Mắc có xem được cái video của em Ngọc này, cái số tiền 200 đô của anh ấy, thì anh sẽ mong anh là hãy liên lạc lại với em để có hướng giải quyết về cái số tiền 200 đô của anh nhé. Tại vì là anh dặn là chỉ để làm chân giả ấy, nhưng mà cái số tiền đấy vẫn chưa đủ để làm một cái chân. Cái chân giả ở trên vùng cao này phải xuống tận Hà Nội làm là thứ nhất. Thứ hai nữa là đi phải có kinh phí đi lại. Đấy như quý vị cũng thấy là cái khó khăn ấy, thì là ví dụ đi xuống Hà Nội ấy, ở đây xuống nó phải là 500 cây. Đấy, ít nhất phải 500 cây. Mà đi lại làm chân giả phải đi hai lần mới được. Một lần đầu đi đo, xong một tuần hơn tuần sau đi lắp. Đấy, phải là hai lần kinh phí. Mà mỗi lần đi thì mỗi không chỉ là mỗi mình em Ngọc đưa đi được. Ít nhất phải cũng có một người nữa để phiên dịch đi theo. Em Ngọc cũng không biết nói tiếng Hầm Mông, cũng không làm gì hơn được. Đấy, cho nên là mong anh Me Mắc hãy thông tin lại em Ngọc nhé. Em Ngọc để có hướng giải quyết về cái số tiền của anh. Đấy, em Ngọc xin cảm ơn rất là nhiều. Thôi chắc có lẽ là cái video này thì em Ngọc cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Để em Ngọc với em Sình còn đi về. Xin chào hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.